Những môn văn tự Đà La Ni nào? Nghĩa là bằng tánh bình đẳng của văn tự, tánh bình đẳng của ngôn ngữ mà đi vào môn các chữ. Thế nào là môn tánh bình đẳng văn tự và tánh bình đẳng ngôn ngữ? Thiện hiện nên biết khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nhập môn chữ suy ngộ tất cả pháp vốn không sanh, nhập môn chữ lạc ngộ tất cả pháp xa lìa trần cấu, nhập môn chữ bà ngộ được giáo lý thắng nghĩa của tất cả pháp, nhập môn chữ giả ngộ tất cả pháp xa lìa sanh tử, dù tử hoặc sanh đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Nhập môn chữ na ngộ tất cả pháp xa lìa danh tướng, hoặc danh hoặc tướng đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Nhập môn chữ kha ngộ tất cả pháp xuất thế gian, vì nhân duyên ái nhiễm nên chẳng hiện tiền. Nhập môn chữ đà ngộ tất cả pháp điều phục vắng lặng chân như bình đẳng không phân biệt. Nhập môn chữ bà ngộ tất cả pháp biệt sự trói buộc và cởi mở. Nhập môn chữ đồ ngộ tất cả pháp xa liền nhiệt não kiều càng uế trược, đạt được sự thanh tịnh. Nhập môn chữ xa ngộ tất cả pháp không quái ngại. Nhập môn chữ phược ngộ tất cả pháp chấm dứt đường ngôn ngữ. Nhập môn chữ đà ngộ tất cả pháp chân như bất động. Nhập môn chữ giã ngộ tất cả pháp như thật chẳng sanh. Nhập môn chữ sắc tra ngộ tướng chế phục và tướng nhậm trì của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ ca ngộ tác giả tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ ta ngộ thời và tánh bình đẳng của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ ma ngộ tất cả pháp tánh ngã và ngã sở bất khả đắc. Nhập môn chữ già ngộ tánh hành động chấp thủ của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ tha ngộ tánh chất tất cả pháp chỗ y cứ bất khả đắc. Nhập môn chữ xà ngộ tất cả pháp năng sở sanh khởi bất khả đắc. Nhập môn chữ thấp phượng ngộ tất cả pháp tánh an ổn bất khả đắc. Nhập môn chữ đạt ngộ tánh có thể giữ gìn cõi giới của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ xà ngộ tánh samatha của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ khư ngộ tánh bình đẳng như hư không bất khả đắc. Nhập môn chữ sàn ngộ tánh cùng tận của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ tát đà ngộ tất cả pháp tánh nhậm trì bất khả đắc. Nhập môn chữ nhã ngộ tất cả pháp tánh năng sở tri bất khả đắc. Nhập môn chữ thích tha ngộ tánh chấp trước nghĩa của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ ha ngộ tánh thường làm nhân của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ bạc ngộ tánh phá hoại của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ xước ngộ tất cả pháp tánh che đậy dục lạc bất khả đắc. Nhập môn chữ tát ma ngộ tánh đáng nhớ nghĩ của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ hạ phạ ngộ tánh kêu gọi của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ xa ngộ tất cả pháp địa sự dõng mãnh. Nhập môn chữ kiên ngộ tánh bình đẳng sâu dày của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ xỉ ngộ tánh tịch tụ của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ na ngộ tất cả pháp lìa sự ồn náo. Nhập môn chữ phà ngộ tất cả pháp không có quả báo. Nhập môn chữ tắc ca ngộ tất cả pháp lìa tánh chất chứa. Nhập môn chữ giật ta ngộ tánh tướng suy lão của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ trước ngộ tất cả pháp không giấu chân. Nhập môn chữ cha ngộ tánh đuổi bước nhau của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ trạch ngộ chỗ cứu cánh của tất cả pháp bất khả đắc. Thiện hiện nên biết môn chữ trạch này có thể ngộ nhập vào tận cùng của pháp không, ngoại trừ những chữ này, nếu biểu thị các pháp không thì bất khả đắc. Vì sao? Vì nghĩa các chữ này không thể tuyên thuyết, không thể nêu rõ, không thể viết, không thể chấp thủ, không thể quán sát, vì lìa các tướng. Thiện hiện nên biết thí như hư không là chỗ quay về của tất cả vật. Những môn chữ này cũng là như thế. Nghĩa không của các pháp đều nhập vào môn này mà được hiện rõ. Thiện hiện nên biết nhập vào chữ suy này vân vân, gọi là nhập vào môn chữ. Đại Bồ Tát nào đối với môn chữ này đạt được trí thiện xảo, Đại Bồ Tát ấy đối với các âm thanh ngôn ngữ được trình bày, được biểu thị đều không quái ngại đối với tánh không bình đẳng của tất cả pháp.
đều có thể nắm giữ được hết đối với các tiếng nói đều được thiện xảo. Đại Bồ Tát nào có thể nghe và nhập vào môn các chữ này, xác định tướng trạng của nó, xác định câu cú nghe rồi thọ trì, đọc tụng thông thạo vì người giảng nói không có sự chấp trước, chẳng mong danh dự lợi dưỡng cung kính, do nhân duyên này được 30 món công đức thù thắng lợi ích. Những gì là 30, nghĩa là được nghĩ nhớ rõ mãnh, được tàm quý hơn, được sức kiên cố, được pháp chỉ thú, được tăng thượng giác, được thù thắng tuệ, được sự biện tài vô ngại, được môn tổng trì, được không nghi hoặc, được gặp lời thuận, không ưa lời trái, không ghét, được an trụ bình đẳng, không phân biệt cao thấp, được dùng lời khéo léo đối với hữu tình, được uẩn thiện xảo, được giới thiện xảo, được xứ thiện xảo, được chân lý thiện xảo, được duyên khởi thiện xảo, được nhân thiện xảo, được duyên thiện xảo, được pháp thiện xảo, được trí căn thắng liệt thiện xảo, được tha tâm trí thiện xảo, được thần cảnh trí thiện xảo, được thiên nhĩ trí thiện xảo, được túc trụ tùy niệm trí thiện xảo, được sanh tử trí thiện xảo, được lậu tận trí thiện xảo, được xứ phi xứ trí thiện xảo, được vãng lai trí thiện xảo, được oai nghi lộ trí thiện xảo, được 30 công đức thù thắng lợi ích. Thiện hiện nên biết, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đạt được môn văn tự Đà La Ni này. Phải biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện, câu hỏi tiếp theo của ông là thế nào thì biết Đại Bồ Tát hướng đến đại thừa? Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát nào siêng năng tu hành 6 pháp?